Sos ai nó cái gì ông bạn đang làm chi là chặt tụ ai chặt pít để chuột ai mà tụ sao ra đây thì anh này hà lạt một rằng cái này artly cái gì lại chặt pít chuột Sos ai nó cái gì ông bạn đang làm chi là chặt tụ ai chặt pít để chuột ai mà tụt sao ra đây thì anh này hà lạt một rằng cái này artly cái gì lại sẽ pit chút tay sẽ điên rồi cả đàn cả vây sao ai nó cái gì ông bạn đang